Thưa quý vị, để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngoài những nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, các lực lượng tuyến đầu còn có những đóng góp không nhỏ của các tổ COVID cộng đồng. Đây là lực lượng quan trọng tại cơ sở cùng với các lực lượng chuyên môn phát huy hiệu quả phòng chống dịch trong tình hình mới. Ghi nhận về mô hình tổ COVID cộng đồng tại địa bàn xã Thới Quảng, huyện Gò Quao. Gia đình chị Lê Thị Mỹ Nhân, ngụ ấp Xuân Bình, xã Thới Quảng, có hai người bị nhiễm COVID-19 đã được cách ly điều trị tại nhà. Đến nay đã khỏi bệnh. Chị Mỹ Nhân chia sẻ, khi biết bản thân và chồng đều bị nhiễm COVID-19, những ngày đầu rất hoang mang lo lắng. Nhờ được các thành viên trong tổ COVID cộng đồng và nhân viên y tế thường xuyên điện thoại tư vấn, thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, gửi thuốc uống. Đến nay, vợ chồng chị đã điều trị khỏi bệnh, được trao quyết định hoàn thành cách ly điều trị F0 tại nhà. Ban chỉ đạo cũng quan tâm thường xuyên thăm hỏi, thì cũng cấp thuốc rồi, cũng hỗ trợ hướng dẫn mua cấp thuốc một phần, nhưng phần mình mua thuốc. Rồi cũng hướng dẫn uống đồ, cũng hiện tại giờ sức khỏe vợ chồng tôi rất là tốt. Được thành lập từ đầu tháng 7 năm nay, mô hình tổ COVID cộng đồng xã Thới Quảng hiện có 10 tổ. Mỗi tổ hoạt động từ 6 đến 9 thành viên. Các thành viên trong các tổ là những đảng viên tiêu biểu, nhân viên y tế ấp, tổ nhân dân tự quản và người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Sau khi được thành lập thì chúng tôi cũng có hướng dẫn cái quy chế để cho cái tổ này đi vào hoạt động. Thì cái vai trò của họ là trực tiếp là tổ chức tuyên truyền các cái chủ trương liên quan đến cái công tác phòng chống dịch, quản lý cái người là đi đến trong địa bàn, rồi đồng thời là sau khi mà có tình hình dịch bệnh thì tham gia vào cái công tác là cung cấp những thông tin rồi chi vết những cái người có liên quan tới F0, F1, F2 trên địa bàn. Tổ COVID cộng đồng ở các ấp trên địa bàn xã còn cử thành viên chạy xe máy tuyên truyền bằng loa di động với thông tin ngắn gọn dễ hiểu, giúp người dân hiểu rõ về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, không hoang mang lo lắng và biết cách tự bảo vệ sức khỏe mình. Tổ truy vết là đến từng hộ để mà tuyên truyền, vận động rồi để cho dân hiểu được cái tác hại của bệnh COVID-19 này và cái cách phòng chống như thế nào để làm sao cho bà con hiểu và cùng với chỗ tổ truy vết phòng chống COVID-19 đạt cái hiệu quả cao. Chúng tôi tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu về cái tình hình dịch bệnh, đại dịch COVID-19 nó đang hoành hành hiện nay. Thì đề nghị bà con là phải đặc biệt thực hiện tuân thủ theo cái 5K của Bộ Y tế. Xã Thới Quảng, huyện Gò Quao có 167 ca F0 đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà, trong đó có 91 ca đã điều trị khỏi bệnh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tổ COVID cộng đồng trên địa bàn xã Thới Quảng đã phát huy được hiệu quả, góp phần tạo nên những thế trận lòng dân, giúp chính quyền địa phương và các cấp các ngành thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.